Xin chào tất cả các bạn, mình là Lâm Ngân Bonsai. Hôm nay là ngày 25 tháng chạp âm lịch rồi các bạn. Còn vài ngày nữa là đến giao thừa rồi. Hôm nay mình lên một cái phôi mai rừng mới. Các bạn xem thử cái phôi này có gì đẹp không nha. Mình nhìn toàn cảnh thì phôi này nó có một dáng nằm co lắc lên được 3 chi. Cái dáng này thì rất là phổ biến ở dòng mai ngoài Phú Yên các bạn. Cái vùng núi đá nó có một cái mai thì nó sẽ đổ xuống và nó mọc lên những cái chi lên như vậy. Riêng các vùng khác thì khó tìm được cái dòng mai mà có cái dáng như vậy, rất là hiếm. Hãy cùng xem nha. Cái dáng này khi mà lên chậu nằm á, chậu khay như vậy nè thì đặc biệt rất là đẹp. Cái này mình kê ở dưới một cái tảng đá để cho nâng cái đầu lên. Cái dáng này mọc gần như là giống ở trong tự nhiên luôn nha bạn. Trong tự nhiên nó cũng nằm một cái dáng tương tự như vậy. Ở đây mình lên chậu như vậy ở dưới một cái tán cây rất là mát thì khả năng cái cây này sẽ dễ thích nghi hơn. Có một điểm trừ là cái cây này rất là ít rễ các bạn, có được vài cái rễ nhỏ thôi. Cái rễ sâu dài nhất của nó thì đã cắm vào đá và không thể nào lấy ra được. Nếu lấy thì rất là mất nhiều công sức và nó cũng ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khá nhiều. Bạn xem vào tổng thể cây là nữa nha. Mình đây mình chỉ mới lên cát thôi, sau đó mình sẽ vênh ngói lên cao phủ hết tất cả những phần thân ngập ở trong cát để giữ ẩm cho cây thật tốt. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại ở các bạn ở cát.